xuống Riverside Downtown nha. Bây giờ địa điểm mà mình đến đầu tiên sẽ là một cái tiệm taco. Tiệm taco này á, nghe nói rất là ngon và rất là đẹp ở dưới Downtown của Riverside á. Tiệm này là của một cái ông lớn tuổi lắm, thì ngày xưa gia đình khó khăn, xong rồi cái ổng lụm mấy cái mảnh vỏ nhựa dây chai rồi mấy cái đồ cũ á, cái ổng trang trí, xong rồi ổng làm taco bán, xong rồi từ từ phát triển lên. Bây giờ cái tiệm ổng rất là đẹp luôn. Mọi người, cái Fanny ơi, có làm gì kỳ vậy? Mọi người tới có thể là vô tham quan miễn phí, hoặc là có thể ăn taco. Mà nghe nói taco đó rất là ngon, nhất là cái món mà gì đó, hard shell beef taco ha. Mình chạy từ nhà mình là Anaheim, chạy xuống đó cỡ tầm 45 phút thôi. Khi nào đến nơi mình sẽ quay tiếp nha. Mình đã đến rồi hả ba? Sắp đến chưa? Dạ, mình đến rồi. Đang xuống ở dưới downtown rồi nè. Đó, downtown của Riverside. Đậu xe hai bên đường. Công viên nè. Hình như lần đầu tiên mình xuống đây đúng không? Đúng rồi, lần đầu tiên. Chỗ này cách cho mình cũng hơi xa. Chỉ là trên đường nóng hơn. Nhìn nó cổ cổ anh. Đây là khung cảnh bên ngoài nè của cái tiệm taco nè. Ồ, nhìn hay hay đó. Đây, nhìn độc đáo ha. Mình sẽ vô đây mình tham quan nè. Đó, ồ. Ở trên đây là mấy cái chai nè, chai lọ. Wow, cao ghê nè. Đó, mấy cái chai mà người ta làm thành hình hai cái người đứng nè. Đứng đâu chụp hình đi, đứng đâu chụp hình. Vô trong hay là vô trong chụp đi cho đẹp hả? Đi đi đi. Rồi, đây là người ta múc nước cho mình nè. Strawberry. Thank you, yes. Inside. Ủa, chỗ đó đó hả? Ờ rồi, để chút hơi nắng đó nha. À, đây là cái người ta làm giống như một cái sân khấu nhỏ nha. Này lối đi vô. Trên cái bức tường có mấy cái tranh nè. Rất là hay. Ồ, chỗ nào cũng để chụp hình đẹp hết trơn á. Ôi, chỗ nào cũng chụp hình sống ảo được hết đó bà. Fanny, chỗ này đẹp ha Fanny ha. Đây, ở trong đây nữa. Con cái đó đừng vô ha. Con cái này. Cái này con có thể đứng lên đây nè. Con đứng vô đây nè, chụp hình nè. Thủy thủ Popeye. Rồi, Fanny đứng vô. Fanny lùn quá không tới. Trời. Ta làm cô gái nè. Nữa nè Fanny, quá trời mấy cái hình nè. Hay à.
Rồi, ở đây có nhiều góc hay ghê. Có nhiều góc mà người ta trang trí rất là hay ha. Người ta có thể ngồi ăn nè. Chắc có thể gia đình mình đi sớm cho nên vắng, tương đối vắng. Nhi ơi Nhi, mình order taco. Ủa đồ ăn chưa ra nữa. Trời ơi, gì mà nhiều dữ. Cái này của nhà hồ nè, đó, nhìn đi. Của em là không có tomato nha. Của em là không có tomato, khó chịu nhất ở đây rồi đó. Em muốn ăn một cái đơn giản bình thường. Cái đó gọi đơn giản hả? Đây. Đây là món gì em? Đây là hot taco. Hot shell. Bíp hay là gì? Bíp. Ồ, cái bíp một cái chicken. Chỗ này cho guacamole quá trời đã luôn. Phải bíp. Ngon không vậy? Thỏa mãn không? Rồi, hello. Lớn ghê chưa?